cơ hội bắt việc, chuẩn bị mua Audi, đi mua nhà. Việc đang thử Audi A8. Bạn ấy đã vượt qua ngưỡng mức 100 rồi. Nội thành nó bắt đi 100 mấy là dữ quá. 104. Chỉ nhẹ nhàng, tắt tắt bắt lên 104 một cái nhẹ nhàng. Ngay cầu Phú Mỹ. Đường mặt đường nó rất là chao á. Đường này xấu. Đường xấu bắt lên 104, đường đẹp bắt lên 200 rồi. Nhẹ nhàng nha. 102, 101. Nhận gà đã thì đã lên là không có một cái độ trễ hay là khẩn gì hết.